Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 1.6 Turbo, phiên bản mà trong những ngày vừa qua được nhiều người quan tâm và để ý tới nhất. Đây là phiên bản đầy đủ option nhất của cái dòng xe Hyundai Tucson hiện tại đang phân phối. Đây là một phiên bản mà trong cái 4-5 ngày trước gì đó được hạ mức giá niêm yết tới 156 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Và tại thời điểm này, phiên bản này chắc chắn là một cái sự lựa chọn gần như là ok nhất ở cái phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ C. Tucson 1.6 Turbo thời điểm trước với mức giá niêm yết là 1 tỷ 055 triệu. Và đâu đó thì một vài ngày trước, bên phía Hyundai hạ mức giá niêm yết của nó xuống còn có 899 triệu đồng thôi. Tại thời điểm này, tại đại lý của mình có xe giao ngay màu trắng, màu đỏ, màu đen quý chị các bạn nhé. Với mức giá là 899 triệu đồng, bản Turbo này mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 953 triệu. Ở Hà Nội là 983 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 973 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 953, ở Hà Nội là 983 và thành phố Hồ Chí Minh là 973 triệu đồng. Nếu như anh chị chúng ta muốn mua trả góp bản Turbo này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 234 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 265 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 254 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 234, ở Hà Nội là 265 và thành phố Hồ Chí Minh là 254 triệu đồng. Đó là cái mức giá mới nhất của Tucson 1.6 Turbo anh chị nhé. Và tại thời điểm này, đại lý của mình với mức giá mình vừa đọc vẫn có thể linh động được nữa và tùy từng màu. Bản này những ngày vừa qua nhiều khách hàng đặt cọc rất nhiều. Có đại lý thì có xe giao ngay, có đại lý thì có xe ký chờ. Nhưng theo mình, nếu chúng ta nên đặt cọc thì chúng ta nên ký với hình thức là có xe giao ngay thì đâu đó nó đỡ mất việc hơn. Nhiều khi khách hàng chúng ta chọn ngày chọn giờ rồi thì nó phải có xe mới xử lý được cái vấn đề như vậy anh chị ạ. Bản 1.6 Turbo này là phiên bản duy nhất sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên thông minh, giống với chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp. Nhân tiện cái video này, mình sẽ xin phép là giới thiệu nhanh nhé những đặc điểm về thông số kỹ thuật, ngoại thất, nội thất option của phiên bản Turbo này để anh chị chúng ta tham khảo xem xét khi mà đang tìm một chiếc xe ở phân khúc cỡ C nhé. Bản Turbo với cái phần ngoại thất mặt ca lăng hình dạng cánh chim được sơn màu đen bóng, nhìn rất đẹp và bắt mắt luôn. Logo của Hyundai cũng là sơn đen bóng luôn. Có được trang bị camera 360 anh chị ạ. Ngoài ra nữa thì có 4 cái cảm biến ở phần đầu xe này. Bản này thì nó là bản đầy đủ option nhất rồi, cho nên là nó cũng có những cái tính năng an toàn chủ động trong gói Hyundai Smart Sense. Ví dụ như là cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đúng không ạ? Hay là phanh khoảng cách. Đây này, cái radar ở bên dưới này nó sẽ phục vụ tính năng, đó tính là Adaptive Cruise Control, giữ khoảng cách với cả xe phía trước, tự động tăng hoặc giảm ga, đảm bảo khoảng cách anh chị nhá. Kết hợp với cả bên trên này này, nó có một cái mắt của cái camera nữa anh chị ạ. Nó sẽ phục vụ tính năng ví dụ như là cảnh báo lệch làn hoặc là hỗ trợ giữ làn. Bản Turbo là một cái phiên bản mà có thể nói là được rất nhiều người quan tâm. Ngày trước giá niêm yết của nó 1 tỷ 055, đâu đó giá tốt nhất cũng có 1 tỷ. Bây giờ còn có 899 triệu mà tại đại lý có thể linh động tùy từng màu nữa anh chị nhá. Đây này, chúng ta để ý này, cái phần đèn của nó nhá. Bản Turbo là đèn pha cốt của nó là dạng full LED rồi anh chị ạ. Đấy, đèn Turbo của nó là cái đèn pha cốt của nó là dạng full LED và tự động bật tắt anh chị nhá, tự động bật tắt, tự động điều chỉnh pha, điều chỉnh cốt. Đấy, ví dụ như là gặp xe ngược chiều nó sẽ tự động chuyển từ pha về cốt để tránh lóa cái người đi ngược chiều chúng ta. Thế còn cái phần la răng của bản này thì kiểu thiết kế nó cũng nhìn rất là đẹp. La răng của nó là 19 inch, lốp là Bridgestone anh chị nhá. La răng 19 inch, đây là bản Turbo, bản duy nhất sử dụng la răng 19 inch. Thế còn bản đặc biệt này hay là bản xăng tiêu chuẩn của nó chỉ sử dụng la răng 17 hoặc 18 inch thôi. Bản Turbo này là la răng to nhất 19 inch. Đương nhiên là có ABS, có cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điện tử, cảm biến áp suất lốp đầy đủ hết anh chị nhá. Lốp là Bridgestone. Thường thường nhá, những cái dòng xe của bên Hyundai này này, nó thường sử dụng là lốp Kumho, nhưng với cái chiếc xe Tucson này sử dụng lốp là Bridgestone luôn. Đấy. Ở đây chúng ta có một cái gương chiếu hậu gập điện chỉnh điện, có tích hợp xi nhan trên gương và có tích hợp cái mắt camera 360 ở cái phần sườn này anh chị nhá. Đấy, ngoài ra cái phần gương này có cả cảnh báo điểm mù. Ví dụ như có cái xe phía đi bên cạnh chúng ta mà nó vượt lên thì nó cũng sẽ cảnh báo để chúng ta có thể biết được, tránh cái việc mà chúng ta đánh lái linh tinh, nó ảnh hưởng đến cái quá trình đi lại đúng không ạ?
Ở đây chúng ta sẽ có một cái tay nắm cửa thì được sơn cùng màu thân xe và có nút mở chìa khóa thông minh Smart Key đây. Cả cửa chính và cả cửa phụ luôn nhé. Chỉ cần đeo chìa khóa bên người thôi, đóng mở khóa cửa thông qua nút bấm này. Cái chiếc xe Tucson thì nhìn cái phần sườn thê sườn xe này có những cái đường nét cắt rất là táo bạo và nhìn rất là bắt mắt, đúng không ạ? Mình thấy Tucson kiểu dáng thiết kế cảm nhận riêng của mình thôi nhá, là mình thích trong thích nhất ở trong cái phân khúc cỡ C này. Ngoài ra thì chiếc xe Tucson quá là rộng rãi thoải mái. Nếu chúng ta muốn so sánh ở phân khúc cỡ C thì mình thấy là Tucson này hoặc Ford Territory này là những cái chiếc xe ngồi hàng ghế thứ hai quá rộng luôn, ngồi rất là sướng anh chị ạ. Ở phần đuôi sau này thì Tucson có cái giải đèn LED định vị nhìn rất đẹp luôn, đúng không ạ? Lối giữa hai cái phần đèn hậu này, và đèn hậu này cũng thiết kế kiểu dạng 3D, nhìn theo cái dạng móng vuốt nhìn rất là nổi trội. Ban tối chúng ta nhìn chúng ta nhận ra ngay. Bản turbo của nó thì cơ bản là option không thiếu gì. Đây là chủ Tucson được ốp mạ chrome này, rồi nó có camera trong hệ thống cam 360 này, logo của Hyundai thì được đặt ẩn ở trong đây. Chúng ta nhận xe thì chúng ta sẽ lột cái ly lông này ra thì bên trong nó có cái logo của Hyundai anh chị ạ. Đây này, đây này, 1.6 turbo, hệ dẫn động là hatchback 4 bánh toàn thời gian biến thiên thông minh, giống như Santa Fe phiên bản xăng cao cấp hoặc dầu cao cấp luôn anh chị nhá. Có cảm biến ở phần đầu ở phần đuôi sau này, có tổng cộng là 4 cảm biến anh chị ạ. Cốp của nó thì đương nhiên là cốp mở điện rồi. Đấy, cam này, cam lùi này, cảm biến lùi này, 1.6 turbo. Chiếc xe này sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp số anh chị nhá. Đấy, mình mở cái cốp ra, cốp mở điện rồi. Bên trong thì cái khoang cốp của Hyundai Tucson nó mới ấn tượng, quá là rộng rãi thoải mái luôn. Cái chiều dài cơ sở của nó gần bằng Hyundai Santa Fe, trong khi thiết kế của nó chỉ là 5 chỗ ngồi thôi, cho nên là cái khoang cốp của nó là quá rộng luôn anh chị nhá. Đây ở bên dưới này sẽ có lốp dự phòng luôn. Lốp của nó sẽ là 5 lốp như một anh chị ạ. Lốp nào hỏng thì lấy cái lốp này ra thay, đấy, cái lốp hỏng đi sửa rồi lại cất vào đây anh chị ạ. Đấy, chúng ta nhận xe thì chúng ta cũng kiểm tra lại về lốp dự phòng, rồi những cái bộ kích lốp, những cái dụng cụ mà nó có sẵn từ nhà máy khi mà bàn giao đến đại lý, để anh chị chúng ta nhận xe chúng ta có đầy đủ nhất những cái phụ kiện, tránh cái việc sau này anh chị ạ. Nhìn cái phần đuôi sau này, cái phần đèn hậu sau này nhìn rất là đẹp. Tucson 1.6 turbo giá rẻ nhất ở phân khúc này rồi. Đây này, có anten dạng vây cá này, cửa sổ chơi toàn cảnh này. Ngày xưa bản này là một cái phiên bản mà được nhiều người review nhất của Hyundai Tucson khi mà nó ra mắt. Hầu như tất cả các kênh review chỉ review về cái bản này thôi, vì cái option của nó là bản đầy đủ nhất rồi. Bản này cũng là phiên bản duy nhất nhé có cửa sổ trời, chứ còn máy dầu không có này, máy xăng đặc biệt cũng không có này, và đương nhiên xăng tiêu chuẩn thì cũng không có rồi. Và bản này cũng là phiên bản mà có cái ghế nó màu nâu ấy, thế còn các cái bản còn lại ghế của nó là màu đen anh chị ạ. Đấy, chỉ cần nhìn ghế của Tucson này nó mà màu nâu ấy, nó là bản turbo. Đấy, ghế màu nâu thì nhìn đâu đó nó cũng đẹp hơn. Những cái dòng xe mà gầm cao thì thường thường người ta thường thích cái nội thất ghế của nó là màu nâu, kiểu như là chiếc xe Fortuner ấy, gần như là ghế của nó là màu nâu hết. Bản này thì túi khí đầy đủ 6 túi khí, rồi là có Hyundai Smart Sense cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, giữ khoảng cách với cả xe phía trước, rồi là đó, nói chung là đèn pha tự động thích ứng thông minh, nói chung là đủ hết rồi. Màn hình trung tâm cũng là màn hình giải trí rồi, màn hình trung tâm là 10.25 inch, bằng kích thước của cái màn hình giải trí luôn. Đấy, nó đặt nổi lên, đúng không ạ? Nhìn nó rất là đẹp, sang trọng. Và ngoài ra thì chiếc xe Tucson này có những cái đường viền chrome này chạy song song bao quanh xe luôn, kiểu dạng vòm, nhìn rất là đẹp, ngồi bên trong kiểu như là rất là thể thao luôn. Đấy, cái màn hình đặt nổi trội lên trên như thế này. Đầu tiên thì nhìn lúc đầu thì mình thấy nó cũng hơi khó nhìn, nhưng mà sau thì nhìn nó cũng dễ. Đấy, nó đặt thẳng lên trên mọi cái những cái thông số mình nhìn rất là ok anh chị ạ. Màn hình giải trí cũng là 10.25 inch rồi. Đấy, chiếc xe này thì điều hòa tự động rồi, điều hòa tự động hai vùng rồi anh chị nhá. Rồi là có đầy đủ map radio, nói chung là bluetooth, rồi là kết nối AUX, nó kết nối đầy đủ hết tất cả những cái cơ bản nhất trên một cái màn hình giải trí. Đây chúng ta có điều hòa này, điều hòa của Tucson cũng rất là mát, rất là mát, điều hòa hai vùng luôn, ghế lái một vùng, ghế phụ một vùng anh chị nhá. Đấy, chúng ta có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ để làm sao mà ok nhất, tăng giảm tốc độ của cái quạt gió thông qua cái nút bấm kiểu dạng cảm ứng này anh chị ạ. Nhìn thế thôi nhưng mà nó kiểu dạng cảm ứng đấy. Đây là phiên bản mà có đây, chìa khóa của nó đây, có đầy đủ này, để nổ từ xa này, mọi cái hết, mở cốp này, cốp điện này, rồi là có sấy sưởi ghế nhá. Sấy sưởi ghế thì có cả ghế chính, có cả ghế phụ, đều là sấy sưởi được hết. Đây này, sưởi này, rồi là làm mát này, rồi là sưởi vô lăng này, hỗ trợ đổ đèo này,
rồi là nút bật tắt về cái cảm biến này, rồi là nút view camera 360 này. Đấy, bấm vào cái nút này là chúng ta có thể nhìn được tổng quan xung quanh xe thông qua cái cam 360. Đấy, để chúng ta biết được, ví dụ như là chúng ta có ngồi lên xe thì biết được xung quanh nó có vướng cái gì không trước khi mà chúng ta di chuyển, đúng không ạ? Đấy, nhiều người cẩn thận thì người ta sẽ nhìn. Tiếp theo nữa là đây là sấy và sưởi của cái ghế, sưởi và làm mát của cái ghế phụ. Đây này, ở đây chúng ta có các chế độ lái, rồi là cần số của nó là dạng nút bấm anh chị nhá, phanh tay điện tử auto hold, nói chung là đầy đủ cả rồi, sạc không dây mọi cái ok hết. Đây này, cái này cái bệ tỳ tay bọc da rồi anh chị nhá. Bản này là một phiên bản mà đầy đủ option nhất, cho nên là những cái tính năng mà an toàn nhất của cái dòng xe Hyundai thì nó có hết ở trên đây. Đấy, ghế da màu nâu, đường khâu mũi chỉ của nó sẽ là màu trắng anh chị ạ. Còn các phiên bản còn lại thì ghế của nó là màu đen. Đấy, đặc điểm khác biệt ở trong cái không gian nội thất này. Ghế điều chỉnh điện rồi anh chị nhé, cả ghế chính cả ghế phụ luôn. Đấy, những cái đường khâu mũi chỉ rất là chi tiết tỉ mỉ luôn. Mấy ngày hôm nay thì mình thấy là rất nhiều người đặt về chiếc xe Hyundai Tucson này, đặc biệt là hôm qua hôm nay anh chị ạ. Khách hàng mà đã ưng về Hyundai Tucson rồi, mấy cái tầm tiền có 899 triệu mà so sánh với cả Ford Territory này, so sánh với cả Mazda CX-5 này, thì mình nghĩ là chắc là lựa chọn Tucson Turbo cũng đúng thôi, hoặc Tucson máy dầu. Đi giá thì quá ok đúng không ạ? Mà cái vận hành của nó ngồi rất là sướng anh chị ạ, ngồi bên trong rất là thoải mái, rộng rãi. Đấy. Ngoài ra thì chiếc xe này có cả nhớ ghế anh nhá, nhớ hai vị trí ghế người lái này. Ở bên dưới này là hệ thống loa của nó, là hệ thống loa Bose anh chị nhá. Tucson của nó là loa Bose đấy. Bản này nó loa Bose, chứ còn bản thường, bản thấp nhất của nó là loa thường thôi. Đấy, anh chị chúng ta nhìn không gian bên trong của Tucson, kiểu dạng vòm chạy cả cửa, cả hết cái phần táp ly cửa lái này, cửa đằng sau cũng vậy luôn. Nhìn kiểu dạng vòm, nhìn rất là đẹp. Bản turbo này ngày trước giá mà thời điểm thấp nhất nhá, mà chưa hạ giá niêm yết nhá, thì như mình nhớ là 990 triệu đúng không ạ? Cách đây khoảng tầm mấy tuần thôi. Nhưng bây giờ thì giá xe không có 899 triệu anh chị ạ. Trừ đi chính sách giá linh động từ bên phía đại lý, tùy từng màu, tùy từng bản. Có nhiều xe thì linh động nhiều, mà ít xe thì linh động ít. Đợt này tự nhiên nhà máy lại trả ít số lượng xe này đi, không nhiều lắm. Đây, Tucson Turbo ở hàng ghế thứ hai quá rộng và có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai, có sạc không dây ở có cái sạc nhanh ở hàng ghế thứ hai chứ không phải không dây, mình xin lỗi. Anh chị chúng ta nhìn này, cái độ ngả lưng nhá, rồi này cái khoảng cách của nó quá rộng vì chiều dài cơ sở của nó rất là thoải mái anh chị ạ. Đó là Hyundai Tucson Turbo nhá. Anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang ngắm Tucson, ngắm phân khúc gầm cao cỡ C thì có thể qua xem trực tiếp Hyundai Tucson tại thời điểm này. Tại đại lý của mình đang có xe giao ngay đủ màu trắng đỏ đen. Anh chị quan tâm thì cứ gọi cho cái số like ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.